Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả các bạn. Bữa nay mình quay tiếp tục quay chim chích cổ cho tất cả nhà xem nha. Đây một con chích cổ lẻ nha, hai con này. Hai con một con trống này. Cái này chắc hai con câu hết rồi. Rồi chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Đây nè. Này không biết trong mái con trống quá cả nhà ơi, hai con trống quá. Đây cặp này làm mồi luôn. Đây cặp này đang chuẩn bị đẻ rồi cả nhà ơi, tại con này chặt con trống thay lóng quá cả nhà ơi. Chưa có đẻ. Cái này nó đang thay nó đập mái rồi. Chắc thay lông xong nó đẻ, thuốc bồi vô nó đẻ cả nhà. Rồi mình đi theo xem tiếp cả nhà. Đây chim chích ghế nè cả nhà, con này nhát, con này dạng nè, con mái. Còn con này cũng dạng nè cả nhà, con mái luôn nè. Con này còn trống. Này con trống. Đây, trống. Mái. Ba con trống, hai con mái cả nhà. Còn này là chim chích cổ đẻ ba lứa cả nhà, bốn lứa, lứa này nữa. Hôm trước đẻ được ba trứng. Sau là bốn trứng. Rồi kế tiếp là bốn trứng nữa. Giờ lần này nó đang đẻ được hai trứng rồi. Bốn trứng đang ấp trong mái đó, lên đập nè. Con trống đang chuẩn bị lên đập, con mái đang ăn. Đây con trống ăn lòng đứt con mai hết rồi cả nhà. Mà nó đẻ bình thường không có sao hết, không có ảnh hưởng thôi. Trống đàng hoàng, trống cồ gì đầy đủ hết, không có mấy đẻ hoài luôn. Đẻ xong mình cho nó ấp khi nào đẻ sắp nở mình lấy ra ấp máy cả nhà. Mấy lần trước ấp lấy sơm quá, ấp hư hết, không có nợ con nào hết nha. Đây quay cho mọi người xem này. Đó hai trứng này. Hai trứng. Đây lần trước nợ được con nha, nợ được con nè. Đó. Con này chưa ké con nè. Chim rừng. Ôi, thằng ăn cùm núm nè cả nhà. Ăn cùm núm đẹp quá trời. Nó kêu mấy tiếng rồi. Lâu lâu kêu mình, nó kêu chổng không à. Trước mặt còn mình không dám kêu cả nhà. Còn đây nè, cùm núm con nè. Đây thì 2, 4, 6, 7 con cả nhà. Trong này 7 con. Không biết đây được như mấy như trống nữa nha. Con bự bự trống quá. Đây là chim chích ré 7 con, mới nở được gần 2 tuần này, hơn tuần này. Đó, cho nó ăn cám gà nè. Cám gà nè, một chậu nước sôi cho nó mềm ra. Đút cho nó ăn. Giờ nước nó tự uống được rồi.
nhỏ nhỏ mình đút nước cho nó uống. Rất dễ nuôi cả nhà, không có khó. Còn ở đây trứng trứng chích cổ cặp tư hồi nãy nè cả nhà. Nè. Trứng này đang chuẩn bị nở nè. Khé mọ nè. Khé mọ kêu à. Kêu chíp chíp à. Buông trứng nè cả nhà. Rồi mình cho cả nhà xem cung núm ở đây còn mấy chục hơn chục. Mười mấy con nè. Con bự luôn nè. Con này đang hơn mùa rồi. Lên mộng rồi. Đây, mấy con cung núm con nè. Trồng hết nè. Con bự bự con lắm. Hy vọng trồng hết nè. Này 5 con nè. Năm con cung núm. Mình tách nó ra rồi nha. Bên kia này 7 con. Đây mình tách ra rồi nha. Bên kia này 7 con. Đây là 5 con. Bên kia này 5 con đó. Đây, con này đang kêu rồi. Cũng đúng rồi. Con này hai mùa nè. Nó kêu kỳ quá. Kêu kiểu gì không biết luôn. Đây còn đây một con này. Hơn mùa rồi. Chưa có lên mẫu rồi nè. Một bự con hơn rồi. Con này. Ôi con này 7 con à, đây. Rặt cho vô con. Đây. Đây 5 con nữa nha. Trồng hết nè. Trong hết luôn. Không có. Đi vô xem chân chích cụ nữa cả nhà. Cụ mình ở đây nó đẻ được 4 trứng thôi nha. Con này đẻ lừa trước là 3 trứng không có nở rồi nha. Cắn dữ lắm rồi nha. Nó cắn. Đó, nó cắn dữ lắm rồi nha. Đẻ xong ấp xong gần đẻ mình lấy ra nha. Lấy ra ấp máy. Sau 10 ngày nó mình thúc mồi là nó đẻ tiếp. Nó lẹ lắm. Rồi video mình tới đây xin tạm dừng nha cả nhà. Chúc tất cả mọi người xem video về nha. Mọi người xem thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bye bye.